Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Mình đang có mặt tại Mang Store và đây là Samsung Galaxy A80. Còn đây chính là bộ quà tặng Blackpink mà sẽ được tặng kèm theo những chiếc Samsung Galaxy A80 nếu như các bạn là chủ sở hữu sớm những chiếc điện thoại này. Và cái bộ quà tặng này nó sẽ có tổng cộng là 25.000 bộ dành cho những bạn đặt hàng sớm nhất và cũng như nhận máy sớm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cái bộ phụ kiện này ra để xem là nó sẽ có điểm gì đặc biệt ở bên trong và cũng như là khi gắn lên cái chiếc máy Samsung Galaxy A80 thì nó có thay đổi gì so với cái phiên bản gốc hay là không nhá. Sơ qua ở bên ngoài đi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tông màu chủ đạo với bộ quà tặng này nó sẽ là đen và hồng, đúng với cái tên gọi của nhóm Blackpink, đen và hồng. Và khi mình kéo cái vỏ bên ngoài ra thì bên trong chúng ta sẽ có một cái lớp màu đen cùng với cái dòng chữ ở bên trong màu hồng Blackpink rất lớn ở trên đây, Samsung Galaxy Friend X Blackpink. Mà hộp ra bên trong thì chúng ta sẽ có một số món như sau. Đấy là một cái hộp nhỏ với một cái thẻ bên trên này. Chúng ta sẽ có một cái đốc sạc và đây là đốc sạc dây. Và cuối cùng ở đây thì sẽ là một cái ốp lưng. Thì mình sẽ đi từ cái nhỏ nhất, đấy chính là cái hộp nhỏ màu đen cùng với một cái tấm cạc màu hồng ở đây. Thì đây là một cái tấm cạc có chữ ký Blackpink và chúng ta cũng sẽ có cái logo của Blackpink. Cùng với đấy thì sẽ có sơ đồ phiên bản. Do như mình đã nói ban đầu thì chúng ta sẽ chỉ có 25.000 phần quà này thôi, nên đây sẽ là phiên bản số 13.834. Bên trong cái hộp nhỏ này thì chúng ta sẽ có một số tấm hình của nhóm nhạc Blackpink. Đầu tiên là tấm hình tổng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một tấm ảnh của Rose. Tiếp tới thì sẽ là ảnh của Lisa. Và tiếp đến thì sẽ là, đây là thần tượng của mình, idol của mình, Jennie. Và cuối cùng một cô gái gì đó, mình không biết cô này, quên mất tên rồi. Quên tên chứ không phải là không biết. Nhưng mà nói chung rằng là chúng ta sẽ có khá là đầy đủ ảnh của các nghệ sĩ trong nhóm Blackpink. Cùng với đấy thì đằng trước sẽ là hình và đằng sau chúng ta sẽ có chữ ký của từng người. Tất nhiên với những bạn là fan của Blackpink thì sẽ không thể nào mà bỏ qua được những cái tấm ảnh và những tấm chữ ký này. Tiếp đến món thứ hai thì chúng ta sẽ có, đấy là một cái đốc sạc. Và cái đốc sạc này thì nó sẽ không phải đốc sạc không dây mà nó sẽ là đốc sạc có dây để giúp cho các bạn khi mà đặt lên mặt bàn hoặc là đặt lên cái tủ cạnh giường ngủ và các bạn sạc máy thì chúng ta sẽ có một cái đế sạc nhìn hay ho hơn. Ví dụ như ở đây khi mình gắn vào thì nó sẽ dựa như thế này, giúp cho các bạn có thể được dễ dàng hơn trong việc là nhìn giờ mấy giờ rồi để ngủ dậy, hay là trong cái quá trình làm việc nhìn vào để biết mấy giờ rồi để kết thúc việc làm hay là đi ăn trưa các thứ. Thì đây cũng là một món phụ kiện mình thấy nó khá là hay và có thể giúp ích nhiều đến các bạn trong cái quá trình sử dụng. Và tất nhiên là một món phụ kiện được tặng kèm trong bộ quà tặng của Blackpink thì tông chủ đạo của nó cũng sẽ là đen và hồng. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có ở đây, đấy là một cái case dành cho chiếc A80 phiên bản Blackpink. Thì với cái case này bên ngoài chúng ta sẽ được hoàn thiện từ da màu đen và bên trong sẽ là một lớp nhung màu hồng để giúp cho các bạn bảo vệ chiếc máy không bị chảy xước trong quá trình sử dụng. Và cũng như là khi mà mình gắn cái case này vào thì ngay lập tức chiếc Samsung Galaxy A80 của chúng ta sẽ được kích hoạt lên cái theme của Blackpink. Chúng ta sẽ có hình nền của Blackpink, chúng ta sẽ có một số biểu tượng kiểu nó hoa hòe, hoa lá hơn so với cái những biểu tượng thông thường. Và trên cái ốp này thì nó cũng sẽ có sẵn cho các bạn một cái dây đeo để các bạn có thể là đeo vào cổ tay hoặc là các bạn có thể là cầm nắm cái ốp này chắc chắn hơn, đỡ bị cái tình trạng bị giật. Bởi vì ở trong Sài Gòn này cái tình trạng cướp giật máy rất là nhiều, thế nên khi các bạn có một cái dây như này để nắm thì khi các bạn có bị giật thì cái tỷ lệ các bạn mất máy nó sẽ thấp hơn. Cùng với đấy thì ở trên đây chúng ta cũng sẽ có một cái bảng để ghi vào Blackpink Special Edition Galaxy Friend và cũng như là chúng ta cũng sẽ có thêm một số thông số khác. Nói chung bản thân mình thấy đây là một bộ quà tặng nếu như các bạn không phải là fan của Blackpink thì nó cũng sẽ giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong quá trình sử dụng hàng ngày. Ví dụ như các bạn có một cái ốp xịn sò hơn, các bạn sẽ có một cái đốc sạc để có thể sử dụng tiện lợi hơn và cũng như là các bạn cũng sẽ có thêm một bộ thẻ ảnh của những nghệ sĩ Hàn Quốc. Còn nếu như các bạn là fan của Blackpink thì điều này nó quá tuyệt vời rồi. Và các bạn thấy sao về bộ quà tặng này? Xin mời comment để lại cảm nhận cá nhân các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và các bạn có thấy hứng thú với nó hay không thì cũng để lại cái cảm nhận của bạn ở bên dưới nhá. Và bây giờ thì video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.